Cái thời cách mạng văn hóa thì coi thì như thất lạc hết ạ. thật lạ hết với hạ tề sơn nó bảo đốt hết không còn cái gì cả, Dạ. còn có mấy gian nhà không thôi. Bác ơi, khách thập phương về với phủ Trịnh ấy, ngoài phủ chính mà bác cháu mình đứng đây thì có những cái cụm di tích gì liên quan đến phủ nữa? Ở đây báo cáo với các anh, ở đây á, như thế là có bốn cái điểm di tích, như thế là cái hai cái dưới mặt dưới đây này có, như thế là Hoàng Đình Ái và Hoàng Đình Phùng với Trịnh Nhà Vẹt, như thế là thuộc cái di tích lịch sử quốc gia. Còn hai cái họa đây là tức là họa Lê Văn và Lê Đình, cái di tích lịch sử cấp tỉnh. Và đây còn có như thế là hai cái lăng mộ ở trong cái địa phương này, tức là cái lăng mộ thủy tổ cách đây ba cây, 3,5 cây ở trên làng Sóc Sơn. Cái này cái làng tôi bảo cái ông Tống Thiên Vương ông cho đấy đấy. Với hai nữa rẽ sang bên trái thì có cái lăng thủy lăng mộ thành tổ chức Vương Trình Tùng đấy. Còn vô trong làng trong bút tây trong kia này thì có cái lăng mộ của bà vợ thứ của chị Doanh, tức là bà Nguyễn Thị Ngọc Diệm đấy, cái vợ trong thôn Đa Bút. Còn đây có hai cái lăng mộ, với trên đây có cái nhà vẹt này, nhà vẹt thì cái thời cao biển tức là cụ Trịnh gia. Và như thế đấy, Bác là hậu duệ thứ mấy dòng tộc ạ? bác đây là đại loại là hồi thứ 17, 18 của cái tư lịch của cụ đây, cụ đây bác là coi như là đây của cụ này, của con trưởng của Minh Khang Thái Vương Trịnh Kiếm này, cứ từ cụ Trịnh Cối này đấy. Đấy, Trung Thái Phố quận Công Trịnh Cội là quân trưởng của Minh Khang Thái Vương Trịnh Kiếm. Bác chia sẻ câu chuyện về thần tích và các cụ để lại, nổi bật lên cái công lao của các cụ được không ạ? Nhất là coi như là Minh Khang Thái Vương Trịnh Kiếm như thế là ở với Nguyễn Kiêm, thì coi như là sau khi được yêu ái thì Nguyễn Kiêm mới gả bà Nguyễn Thị Ngọc báo cho coi như là Trịnh Kiếm, nên mới sinh ra chúa Trịnh Tùng. Mà ngày chúa đầu tiên đấy là bắt đầu như thế là Trịnh Tùng ở đây và xây dựng, sau khi được cái bên Lâm Kinh được cho về đây xây dựng cái khu vực đây thì Trịnh Tùng ở đây xây dựng cái hành dinh ở đây, và đồng thời ở đây 23 năm. Sau đó ra Hà Nội coi như thế là làm được 30 mấy năm nữa, là gọi là 53 năm làm chúa. Người dân ở đây họ chiêm bái, họ mong cầu cái gì thì nó linh ứng. Thuận hòa thì muốn chủ yếu là các cháu học hành thi cử học hành và ở đây. Trước khi quý vị xem tiếp, quý vị nhớ ủng hộ kênh bằng cách nhấn like cũng như chia sẻ video. Đừng quên nhấn đăng ký kênh YouTube Hà Nội Phố để đón xem những video mới nhất. Quý vị hãy bình luận ở phía dưới để góp ý cho Duy những địa điểm lịch sử, những di tích lịch sử mà quý vị muốn Duy tới để trải nghiệm. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Quý vị muốn mua đặc sản trà sạch Thái Nguyên, xin liên hệ số 0989 260 877. Sản phẩm trà sạch Thái Nguyên được phân phối chính thức bởi Hà Nội Phố, nhận giao hàng toàn quốc. Thưa quý vị, sau khi đánh đuổi nhà Mạc, giải phóng Thăng Long năm 1592, nhà Trịnh cho tái thiết cung điện của vua Lê và làm vương phủ Trịnh để cùng điều hành chính sự. Ngoài ra, nhà Trịnh còn cho xây dựng một vương phủ ở quê hương làng Biện Thượng với quy mô nhỏ hơn. Ở nơi đây, diện tích phủ được xây dựng trên phần đất mà triều đình nhà Lê ban thưởng như đất Lộc Điền, đất Phong cho công lao của Thế Tổ Minh Khang Thái Vương Trịnh Kiểm, người đầu tiên trong các chúa Trịnh đã giúp nhà Lê gây dựng cơ đồ. Từ trên cao chúng ta có thể nhìn thấy phủ Trịnh nằm bên dòng sông Mã, gối đầu vào núi Báo với thế rồng quận hổ ngồi, tọa lạc tại xã Vĩnh Hùng, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa, là vùng địa linh, nơi sinh ra nhiều danh tài của đất nước. Đây là đất quý hương của dòng dõi 12 đời chúa Trịnh, trong đó phải kể đến Minh Khang Thái Vương Trịnh Kiểm. Có giai thoại kể rằng, xưa kia, một thầy địa lý đến vùng đất này, thấy thế đất đẹp đã tiên trì, vạn thủy thiên sơn giai triều phục, ý là địa thế núi sông cho thấy nơi đây sẽ phát tích vương hầu, khanh tướng, nên làng Biện Thượng có câu mạch tòng hùng lĩnh trung linh khí, thế xuất công hầu tráng đế vương. Điều đó đã ứng nghiệm trong thế kỷ thứ 15 và 16 khi xuất hiện dòng dõi nhà Trịnh trải qua 12 đời phò tá triều đình nhà Lê, gìn giữ giang sơn xã tắc. Duy Hà Nội Phố xin mến chào quý vị và bạn. Thưa vị, hiện tại Duy đang đứng ở Phủ Trịnh, ở huyện Vĩnh Lộc, Thanh Hóa, và đứng cạnh bên Duy là bác Thủ Tư, bác là bác Trịnh Sơn. Vâng,
Bác ơi, bác có thể giới thiệu giúp con cũng như khán giả biết về di tích ạ. Hiện tại thì bác cháu mình đang đứng ở vị trí nào của phủ ạ? Hiện nay bác cháu ta đang đứng ngay chỗ cái vị trí đây là cái chỗ coi như là hậu cung với nhà nước xây dựng, như thế là lễ khởi công ngày 15 tháng 10 năm 2016, cuối năm 2019 tức là 25 tháng chạp năm 2019 tức là năm Kỷ Hợi, thì các cụ ở dưới nhà tạm thì mời lên đây thì bố trí theo cái phương thức ấy. Như thế là ở đây là Minh Khang Thái Vương Trịnh Kiếm ngồi, bên cạnh đây là thủy tổ của nhà Trịnh, nhưng mà vì cái điều kiện là cái chặt hẹp cho nên đang để các cụ ngồi tạm, tức là cụ năm đời so với đời tức là cụ Minh Khang Thái Vương Trịnh Kiếm. Đây bác Hương đây, cụ Trịnh Kiếm như thế là lấy bà Nguyễn Thị Ngọc Bảo sinh ra coi như là chúa coi như Trịnh Tùng, đây chúa Trịnh Tùng đây là người là chúa đầu tiên, thì đây là ta gọi là bên đây là Minh Hiểu, bên kia bên Tả. Đấy, Trịnh Tùng ở đây. Thì bên đấy Trịnh Tùng ấy mới sinh tiếp đến chúa Trịnh Tráng ngồi bên kia, bên cánh Tả bên kia. Dạ. Trịnh Tráng sinh ra Trịnh Tạc thì ngồi ở đây. Đây là hai ông cháu ngồi này. Đấy, đây Trịnh Tạc đây. Trịnh Tạc sinh ra Trịnh Tráng thì ngồi bên kia đối diện với Trịnh Tùng. Này, vâng. Trịnh Căn bên kia là mới sinh ra như thế là chúa là cụ Trịnh Vịnh, Trịnh Bính ở ngồi bát Hương, ba bát Hương kia đây. Ngồi đấy. Đấy, Trịnh Bính. Bát Hương đây ạ. Dạ. Đây bát Hương đây. Đây cụ thể đây. Bác có thể cụ thể. Vâng, đây là Lương Mục Vương Trịnh Vịnh mới sinh do là cái Trịnh Tạc sinh Trịnh Căn nhé, sinh ra Lương Mục Vương Trịnh Vịnh đây. Tức là cái Trịnh Vịnh là sinh ra cái Trịnh Bính. Trịnh Bính đây là mới sinh ra như thế là chúa Trịnh Cương. Đây. Trịnh Cương đây. Đây là hai Trịnh Cương với Trịnh Doanh, tức là hai bố con. Vâng. Trịnh Cương mới sinh được hai người con đây này. Tức là bên kia là Trịnh Giang, thì bên kia là chống lại lại Trịnh Giang sinh ra chúa Trịnh Bồng đây, Trịnh Bồng đây, đây Trịnh Bồng, Trịnh Bồng đây, đây Trịnh Bồng đây này, An Đô Vương Trịnh Bồng đấy, và đấy đây là con của Trịnh Giang, mà đây là Trịnh Cán, Điện Đô Vương Trịnh Cán là con của Trịnh Sâm. Thời đó thì ngài mất còn nhỏ và 6 tuổi. Còn đây là con trưởng của Minh Khang Thái Vương Trịnh Kiếm, tức là Trịnh Cối. Dạ. Và Trịnh Cối, con trưởng không làm chúa thì ngồi bên cạnh. Dạ. Và với đây là như thế là ông, đây là ông Lý Trần Quán, tức là ông thầy dạy học cho con cháu nhà chúa trong đây. Đây là ông Lý Trần Quán này. Dạ. Và còn bên kia như thế là này, chị con của Trịnh Tùng này. Văn Tổ Nghi Vương Nghị Vương Trịnh Giang là con thứ ba của Trịnh Tùng làm chúa đây. Sinh ra Trịnh Tạng ở bên kia thì nãy ta nói rồi đấy. Đây cụ này Trịnh Căn đây này, mới sinh ra cụ Trịnh Vịnh này. Chiêu Tổ Khang Vương Trịnh Căn này sinh ra Trịnh Vịnh này. Còn đây là cụ Trịnh Giang này, Dụ Tổ Thuận Vương Trịnh Giang là con của Trịnh Cương. Còn đây là chị Trịnh Doanh sinh ra Trịnh Sâm này, Trịnh Sâm này. Trịnh Sâm sinh ra Trịnh Khải, Linh Vương Trịnh Khải là con của Trịnh Sâm. Còn ở đây á, ta lại nói đến cụ Trịnh đây là năm đời, tức là cụ này cụ Tống Thiên Vương. Thì sau khi cụ đây, có nói với cụ Trịnh Liễu kia là sau khi bốc mộ bố chôn ở trên cái lăng, tức là Khe Cây Sơn ở làng Sáu Sơn Biện Thượng, xã Vĩnh Hùng. Đấy, cụ này. Sau đấy cụ xuống đây. Chùa cụ Trịnh Liễu cái đám đất ở đây là tức là gọi là xứ Đồng Thắng, thì cụ coi như là về đây làm ba gian nhà ở đây đấy, để trong đống đất ở đây. Sau thời gian thời kỳ Lê Trung Hưng, tức là coi như là Minh Khang Thái Vương Trịnh Kiếm đi sang nhà Lê đi tìm coi như là ông vua Lê Ban đi về để nói với ngôi vua, thì sau khi ở bên Lam Kinh được coi như phép cho Minh Khang Thái Vương Trịnh Kiếm, tức là về tại quê hương Biện Thượng để xây dựng cái hành dinh ở cái xứ đất Đồng Thắng này, là do cụ này cho cụ Trịnh Liễu để về xây dựng hành dinh đây. Và đồng thời nơi làm việc và sau khi làm việc ở đây ấy, thì còn có cả trên nhà vẹt nữa, nhà vẹt cũng ở xã đây, nên báo cáo gần như thế. Còn như thế là trong đây có 12 đời chúa Trịnh, như thế là 249 năm và trong tổng trong cái khu vực đây.
Thế là đầy đủ hết vâng, các trò chơi đầy đủ hết. Bác cho con hỏi là con trông thấy những cái thần thái của những bức tượng của các đời chúa ấy, rất là đẹp. Bác có thể là chia sẻ về cái tuổi đời của những bức tượng này ạ? Để báo cáo các anh, tượng đây á là cái tượng đây là mãi sau khi khôi phục lại, sau khi cách mạng văn hóa người ta ấy thì sau khi khôi phục lại thì cái số tượng này á là mới được mưu phóng ở tại làng Bình Đà, tức là ông Trịnh Quang Bình á, ở chùa Giá. Trước đây các cụ có ở gửi hình ảnh như ngoài đấy, sau khi ngoài Hà Tây thì xây dựng lại thì ngoài Hà Tây người ta mới làm mưu phóng các cái tượng đây người ta đưa về đây. Cái thời cách mạng văn hóa thì coi như thất lạc hết ạ. Thất lạc hết, với Hà Tây Sơn nó bảo đốt hết, không còn cái gì cả. Còn có mấy gian nhà không thôi, không có gì đấy. Vâng. Cho nên mà sau cái đại loại cái số tượng đây mới có khoảng là 50-60 năm nay. Thì sau khi coi như là ở xã về cái một số cán bộ về hưu rồi thành lập cái danh sách lên, thành lập cái ban liên lạc của họa trị, rồi mới kết hợp với tỉnh Thanh Hóa với Hà Tây với các thứ đình đình, rồi coi như là mới được xếp hạng. Thì các cái số các cụ đây là theo cái mô phỏng của cái tượng thời xưa để ngoài chùa Giá cho ông Trịnh Quang Bình dưới làng Bình Đà này anh. Còn thường thường ở đây á là ngày 18 tháng 2 là những ngày lễ quốc giỗ của Minh Khang Thái Vương Trịnh Kiều mình nhà nước về tổ chức, thì gì? Ban Hội đồng Trịnh tộc Việt Nam kết hợp với Hội đồng Trịnh tộc xã Vĩnh Hùng có coi như là bắt đầu từ mùng 10 tháng 2 bắt đầu coi như là tổ chức các cái công tác chuẩn bị ở đây. Và đến 12 tổ chức một đội coi như vào bao tượng đây. Đến 15 bắt đầu mở cửa điện gọi là khai môn ấy, khai cửa điện. Đấy. Mà đồng thời tế đào hôm để khai cửa điện, tế tiết đào hoàng. Đến coi như là để có đội tế có phủ chúa này. Thì đến ngày 18, sáng 18 là lên trên nghè. Cái rước kiệu và cái đồng thời coi như là lên trên nghè. Đến 10 cụ Trịnh gia ở trên nghè về đây coi như là cùng với con cháu Trịnh tộc. Để coi như là làm rõ quốc giỏ của Minh Khang Thái Vương Trịnh Kiếm là cái như thế. Và đến 21 là bắt đầu coi như là lễ tạ lễ tán đàn. Bác ơi, khách thập phương về với phủ Trịnh ấy, ngoài phủ chính mà bác cháu mình đứng đây thì có những cái cụm di tích gì liên quan đến phủ nữa? Ở đây báo cáo với các anh ở đây ấy, như thế là có 4 cái điểm di tích. Như thế là cái hai cái dưới mặt dưới đây này có như thế là Hoàng Đình Ái và Hoàng Đình Phùng với trình nhà vẹt, như thế là thuộc cái di tích lịch sử quốc gia. Còn hai cái họa đây là tức là họa Lê Văn và Lê Đình, cái di tích lịch sử cấp tỉnh. Và đây còn có như thế là hai cái lăng mộ ở trong cái địa phương này, tức là cái lăng mộ thủy tổ cách đây 3 cây rưỡi ở trên làng Sóc Sơn cái này, cái làng tôi bảo cái ông Tống Thế Vương ông cho đấy. Đấy. Với hà nữa giá sang bên trái thì có cái lăng mộ thành tổ chức Vương Trịnh Tùng. Đấy. Còn vô trong làng trong bút tay trong kia này thì có cái lăng mộ của bà vợ thứ của chị Doanh, tức là bà Nguyễn Thị Ngọc Diệm đấy, cái vợ trong thôn Đà Bút. Còn đây có hai cái lăng mộ, với trên đây có cái nhà vẹt này. Nhà vẹt thì cái thời cao biển, tức là cụ Trịnh gia. Vâng. Bác cho con hỏi là phủ Trịnh mình đang trong quá trình tu tạo đúng không ạ? Và bác có thể chia sẻ trong tương lai sẽ tôn tạo với diện tích là bao nhiêu? Trong cái phủ Trịnh, trong cái dự án thì ban đầu như thế là mở rộng 3,2 hectare, nhưng mà sau cái thời kỳ thay đổi dự án thì coi như là mở rộng như thế là 13 hectare, gồm có như thế hạng mục như thế ngoài kia, cái nhà ngoài đằng giáp đường 17 là cái nhà khu trưng bày của huyện. Sau đây ấy, thì có làm đến cái lầu ở đằng sau này, và đây là cái gọi là cái tiền gọi là cái hậu cung. Và đằng trước cái móng cái đằng kia là ta gọi là cái nhà tiền đường để sau này con cháu đến đi lễ tại ngoài đằng kia. Còn hai bên vào hai bên cái cổng ngoài đường cái đó này, tiểu coi như là ấy, gọi là hiểu vu và tá vu, và cái cổng nghi môn ở giữa chính như ba gian. Mà trước đó, trước cái cổng ba gian còn cái ao 5-6 sào nhưng mà chưa đào. Với hai nữa bên biết là xuôi tay bên này khu đất còn lại thì còn một số coi như hạng mục cũng làm cũng như cái cung ở trong cung chắc khác cái cung trong này. Vâng, làm cái thiết kế đây còn nhiều hạng mục, nói chung cái đây là cơ bản nhưng mà tạm là cái hậu cung để cho các cụ ngự, nhưng mà cũng chưa được xong hoàn chỉnh lắm. Vâng. Bắt đầu khởi công từ ngày 15 tháng 10 năm 2016, thì cơ bản là công tác cái như là lễ khởi công thì như thế, nhưng mà còn phải di dời dân nên cái diện tích cái thời gian nó chậm lại.
Cái thứ ba là về vấn đề thay đổi thiết kế, cho nên nó trước thì hẹp, sau lại mở rộng, nóng rộng ra để cho cái là cho xứng tầm với cái cung vua phủ chúa của nhà Trịnh, cho nên phải nóng rộng cái diện tích. Vâng. Bác ơi, vốn xây dựng phủ Trịnh của mình ấy là do dòng họ mình hay là có cả tiền của nhà nước nữa? Báo cáo về thì vốn xây dựng đây á, trước mắt như thế là cũng kêu gọi con cháu coi như là về vấn đề xã hội hóa, mà chủ yếu là coi như là vốn của nhà nước. Và con cháu thì cũng đang gọi là cũng có một số thôi, nhưng còn chưa đáng kể, nhưng chủ yếu là vốn của nhà nước. Đã. Bác ơi, hiện tại phủ của mình á còn lưu giữ hay là lưu trữ những hiện vật gì mà có từ thời các cụ ở lại? Báo cáo với anh thì về cái hiện vật cũ ở đây thì thời Tây Sơn thì nó phá hết rồi. Hiện nay còn cái bìa cũ đang ngoài góc ngoài kia, ngoài cái giờ đang để đang trước đang dưới cái nhà kia, bây giờ đang cậu đang để tạm cái góc bùa đẻ ngoài, nó có cái bìa của thời xưa của nhà chúa đây. Cái còn cũ thì hết rồi. Với Hà đây còn cái bát hương bằng đá này, bát hương bằng đá đây này. Bây giờ đá của các cụ thời cụ kính cụ kỹ của các cố năm đời trước của con cháu với các dòng người ta giữ lại được này. Đây một cái này với được cái bàn đây đó, cái bàn bằng gỗ mít đấy, cái bàn đó. Còn có mua cái này, cái thì từ cái bát hương cổ cái tổ bằng đá với có cái bàn bằng mít này gõ đây, cái bàn này, cái bàn này là cái dòng của cụ Trịnh Tùng coi như là ở trên nhà thờ sau khi nó mới đưa xuống đây. Cái bàn này, đấy, cái thời xưa cái gì bảng miết này, bằng gỗ miết à? Gỗ miết đấy. Dạ. Còn phục chế cái hệ thống nhà lèo lá này là theo cái thời kỳ Lê Trung Hưng cả đấy, cái thời kỳ của nhà chúa, cái thời kỳ của Lê Trung Hưng ấy. Đây là coi như là còn các cái khung cửa võng cái biết thì chưa lắp được. Dạ. Bác ơi, dòng họ Trịnh của mình hiện tại ở Vĩnh Lộc, ở Thanh Hóa có khoảng bao nhiêu người ạ? Số họ Trịnh ở tại xã Vĩnh Hùng như này. Như thế là hiện tại có 12 chi họ của các cụ đây. Đã. 12 chi họ, có 12 chi họ. Có như thế là chục cái nhà thờ các chi. Cái tổng đây. Chứ còn cả cái tỉnh Thanh Hóa thì cũng nhiều chứ. Sang Yên Định, rồi Thọ Xuân, rồi Hồng Hóa. Cũng con số thì mình không nắm được cụ thể, thì con số với họ Trịnh cũng tương đối nhiều ạ. Dạ. Bác là hậu duệ thứ mấy dòng tộc ạ? Bác đây là gọi đại loại là hậu duệ thứ 17, 18 của tư lịch cụ đây. Đã. Bác là coi như là đây của cụ này, của con trưởng của mình Khang Thái Vương Trịnh Kiếm này, cứ từ cụ Trịnh Cối này. Đấy. Đấy. Trung Thái Phố quận Công Trịnh Cối. Đấy. Này. Đấy, cụ đó là quân trưởng của Minh Khang Thái Vương Trịnh Kiếm. Bác chia sẻ câu chuyện về thần tích và các cụ, nổi bật lên cái công lao của các cụ để lại được không? Nhất là coi như là Minh Khang Thái Vương Trịnh Kiếm như thế là ở với Nguyễn Kiêm thì coi như là sau khi được yêu ái thì Nguyễn Kiêm mới gả bà Nguyễn Thị Ngọc Bảo cho cái như là Trịnh Kiếm mới sinh ra chúa Trịnh Tùng, mà ngày chúa đầu tiên đấy là bắt đầu như thế là Trịnh Tùng ở đây và xây dựng, sau khi được cái bên Lâm Kinh được cho về đây xây dựng cái khu vực đây thì Trịnh Tùng ở đây xây dựng cái hành trình ở đây và đồng thời ở đây 23 năm, sau đó ra Hà Nội coi như thế là làm được 30 mấy năm nữa là gọi là 53 năm làm chúa và Trịnh Tùng. Đến Trịnh Tráng nói chung đại loại cũng chung chung như thôi. Vâng. Khởi nghiệp đầu tiên là chính là cụ Kiếm này, mới là cụ khởi nghiệp đầu tiên cho nhà Trịnh này. Các anh mà cần thiết ấy, thì lên Trịnh Nghèn tí, lên cho Trịnh Gia, Trịnh Nghèn thì làm xong đoàn hoàng hơn đây. Nhà Vẹt ấy, thì thọ Trịnh Gia cũng có cái bài vị các chúa đây, cũng giống gì, nhưng mà không có tượng có bài vị không thôi. Trịnh Nghèn như thế là có 12 gian, thắng đây lên này. Thì giả ra thì nhà giả đến cái đường nó là có cái chữ nhà Vẹt ngay giữa đường, như thế là thờ ông tổ của nhà Trịnh tức là Trịnh gia
thế kỷ 9 thời Cao Biển đấy, và đồng thời các cái bài vị ở đây ấy, của các chúa đây trên nước Quốc Hích, dạ. Trên nhà Vẹt. Và trên đó là thờ cụ Trịnh Gia trên nhà Vẹt với bà thân sinh Minh Khang Thái Vương Trịnh Kiếm. Thế con cũng muốn lên lăng mộ. Lăng mộ thì đi thẳng đây đi ngược lên trên nước Quốc Chí Bán Trịnh Dân Hích. Bác cho con xin tên của các lăng mộ của các ngài. Lăng mộ như thế là lăng mộ Thủy Tổ, tức là Trịnh Kỷ, vâng. Ở lên lưng rừng núi. Lăng thứ hai hả bác? Lăng thứ hai là lăng Thành Tổ Chí Vương Trịnh Tùng, thì đỏ hoàng hơn, to, đẹp. Đấy, ngay rìa bờ sông. Chỉ có hai... Mộ thành ở riêng cái xã này chứ còn Thanh Hóa nhiều chứ. Ở bên đằng trước đây, tức là bên canh thôn đây là có Trịnh Cối này. Ở bên chó Yên Thịnh là Trịnh Doanh này, mộ á. Dạ. Trịnh Doanh với bà vợ cả là bà Nguyễn Thiên Ngọc Vinh này. Trịnh xe bên Quý Lộc bên kia là Trịnh Sâm này. Cũng ở bên Yên Định chứ. Dạ. Và bên Yên Giang, Yên Ninh, rồi mộ các chúa này cả Trịnh Cương, Trịnh Kiếc cái bên đó cả đó. Ở bên đằng trước cái này. Vâng. Tức là bên qua sông. Và xưa kia, phủ Trịnh từng có diện tích hàng chục mẫu, chia làm nhiều khu vực với nhiều dinh thự lớn, là nơi thờ cúng tổ tiên, cũng là hành dinh của nhà Trịnh trên đất Thanh Hóa trong công cuộc phó lê diệt Mạc. Phủ Trịnh là vương phủ lớn nhất xứ Thanh xưa. Khi quyền lực của chúa Trịnh sụp đổ vào năm 1787, phủ Trịnh cũng bị phế bỏ, các công trình bị phá hủy theo thời gian. Nhận thấy việc bảo tồn, tôn tạo và phục hồi di tích phủ Trịnh là việc làm cần thiết, góp phần tôn vinh công lao của các chúa Trịnh đối với đất nước trong suốt 249 năm tại vị. Vào năm 1215, tỉnh Thanh Hóa đã phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình bảo tồn, tu bổ, tôn tạo khu phủ Từ. Toàn bộ diện tích lịch sử văn hóa có 29 hạng mục công trình được xây dựng tuân thủ nguyên tắc truyền thống, giá trị lịch sử và đúng quy mô cung điện vua chúa. Theo đó, điều chỉnh quy mô dự án từ 3,84 ha lên 11,72 ha với tổng mức đầu tư khoảng 756 tỷ đồng. Trong đó vốn ngân sách tỉnh vào khoảng 304 tỷ đồng, đầu tư các hạng mục công trình di tích bao gồm phủ Từ, tả vu, hữu vu, cổng phủ Từ, hồ nước, bể non bộ, nhà bia, sân lễ hội. Chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng là 50% chi phí đầu tư hạ tầng tái định cư. Vốn ngân sách huyện Vĩnh Lộc khoảng 71 tỷ đồng, đảm nhận một phần chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng và 50% chi phí đầu tư hạ tầng tái định cư. Vốn xã hội hóa và các nguồn huy động hợp pháp khác là khoảng 380 tỷ đồng, đầu tư các hạng mục công trình còn lại, dự kiến thời gian hoàn thành đến hết năm 2023. Thế nên phủ Trịnh mới nghe vẹt di tích năm 95 Trần Hoàn Ký đấy chứ. Bác ơi, khách thập phương cũng như là người dân ở đây họ có hay tới không ạ? Rằm mùng 1 mới tới, còn bình thường thỉnh thoảng có các cháu khách với các thứ, những người ta cần thiết người ta về, người ta lẻ người ta mới về. Chứ còn chầu Huế vào ngày rằm và cái dịp này thì ít, về cuối năm với đầu năm thì đông. Dạ. Người dân ở đây họ chiêm bái, họ mong cầu cái gì thì nó linh. Cái thứ nhất là cầu con cái học hành, cái thứ hai là cầu sức khỏe gia đình coi như là thuận hòa, suy muốn chủ yếu là các cháu học hành thi cử học hành. Và ở đây bác có thể chia sẻ những cái câu chuyện mà nó linh ứng mà mọi người hay truyền kể lại cho nhau được không ạ? Đây bác vào đây bác kêu như thế rồi mấy cháu cái như đại học công an đấy, rồi các cháu đến là công đức các cái mầm bồng bằng đồng các thứ đây này, cũng 4-5 cháu ấy, bác vào bác đây bác từng kêu cho các cháu được cái như là đạo công an, đại học công an, rồi cái như sau về cái đỗ đạt coi như là làm về các cháu công đức các cái mầm bồng với các cái đỡ đây các cháu công đức, rồi một số coi như là các cháu học cấp 3 đi thi đại học các thứ cũng kêu cho các cháu với ôm đầu con cháu ôm đầu các thứ nhà cửa có những cái vướng mắc thì đến đây cũng kêu cầu các chúa thì nói chung cũng ổn ổn. Dạ. Cảm ơn quý vị đã chú ý theo dõi. Khi xem xong clip này, quý vị có những cảm xúc, cảm nghĩ gì thì quý vị hãy chia sẻ cùng Duy Hà Nội Phố nhé ở phía dưới phần bình luận. Cũng như quý vị có những địa danh, di tích, lịch sử muốn Duy tới trải nghiệm thì quý vị có thể góp ý cho Duy những địa danh đó. Đừng quên ủng hộ kênh bằng cách nhấn like cũng như chia sẻ video. Và quý vị nhớ nhấn đăng ký kênh YouTube Hà Nội Phố để đón xem những video mới nhất. Hẹn gặp lại quý vị trong những video sắp tới.